Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai người bạn mới của Nam Ngôn Farm ha. Đây, đây là hai bạn vịt mini, đó. Còn gọi là vịt mỏ ngắn. Rất là mê cái bộ phim Heo Chăn Trù ha. Thấy tất cả các loài động vật nó sống chung hòa thuận với nhau trong một cái nông trại á, phải nói là rất là dễ thương luôn. Rồi rồi. Ok. Thì á là nó kêu là vịt mỏ ngắn. Nhưng mà mình Google á, mình Google vịt mỏ ngắn này nó lại không ra cái dòng vịt mỏ ngắn mà nó ra gọi là những bé vịt mà bị bệnh bạn dân giả. Thì cái tên nó dân giả thôi chứ giá trị nó không dân giả ha. Một cặp vịt mỏ ngắn này á là 8 triệu. Số má đồ này nọ thứ. Còn bé cái là 067. Còn bé đực này là số bao nhiêu anh coi coi. Đó, bơi lội rất là dễ thương đúng không? Cánh còn nguyên cũng đâu có cắt gì đâu. Hình như nước ngoài có con vịt nào được thừa hưởng tài sản trội giàu khủng khiếp luôn á. Nếu mà tâm trạng nó thoải mái, nó cứ bơi vòng vòng cái hồ này thôi thì sẽ rất là đẹp. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai người bạn mới của Nam Ngô Farm ha. Thì hai người bạn này rất là dễ thương luôn. Rất là dân dã, bình dân. Nhưng mà dễ thương. Không, cái tên của nó bình dân thôi, chứ còn cái giống của nó thì cũng không có bình dân. Ok các bạn. Hôm bữa mình làm cái hôm bữa mình dọn cái chuồng này cho những cái bạn rùa á, thì mình có nói là sẽ đón hai cái bạn này về. Bữa mình có đòi nợ ngay trên clip luôn mà hôm sau là có liền luôn. Ok, ai mà muốn đòi nợ đòi công khai luôn ha, có liền luôn. Ok các bạn, giờ trước khi vô chủ đề chính là hít đất ha. Hôm bữa giờ anh em đặt mua áo cũng nhiều. Mình về làm áo đợt 2 rồi mà cũng anh em cũng đặt hết rồi. Hiện nay là mình đang chuẩn bị nhận hàng đợt 3 ha. Nhận đơn đặt hàng đợt 3 áo Iguana Farm nè. Thì anh em nào mà chưa đặt á thì có thể inbox cho mình để đặt ha. Áo rất là đẹp. Áo rất là đẹp ha. Đó. Có thể bận đi ốp, bận đi chơi, bận đi cà phê, bận đi làm gì cũng được hết trơn á. Ok, mà anh em vô khu vực chuồng rùa và gặp hai người bạn mới rất là dễ thương ha. Đây. Ok. Hiện nay là mình cũng có vừa mở ra cái kênh TikTok của Nam Ngô Farm ha, cũng post vài video clip lên đó, cũng được anh em ủng hộ đồ này nọ, thì cho lên xu hướng đồ thì cũng rất là vui. Thì ở trên cái nền tảng TikTok á, mình sẽ có những cái video nó cũng tương đối nó mới lạ, cái style nó cũng khác YouTube, thì nó ngắn gọn hơn và nó những cái khoảnh khắc nó dễ thương hơn. Thì mình sẽ coi như là YouTube á, thì nhiều khi phải chỉnh chu đồ này nọ các thứ, nhưng mà ở kia đôi khi ở farm của mình ngồi mình ngắm nhìn đồ này nọ, mình thấy được những cái khoảnh khắc dễ thương đồ là mình quay liền và mình post để cho anh em cùng vui vẻ với nhau. Thì các bạn nhớ follow cái kênh TikTok của Nam Ngô Farm ha, để đón xem những cái khoảnh khắc dễ thương của các bé. Ok các bạn, hai người bạn mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là hai bạn vịt này ha. Đây là hai bạn vịt mini đó. Còn gọi là vịt mỏ ngắn. Đó. Thì cái size của nó, max size nó có nhiêu đây thôi các bạn, không có lớn nữa. Thì đây, hồi đó giờ mình nuôi rất là nhiều loại bét rồi. Thì ở nhà mình cũng có nuôi vịt rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đứng ra chịu trách nhiệm chăm sóc hai bạn vịt này ha. Đó. Đây là mình cho bé nó ăn cám. Ăn cám gà, cám vịt chung với nhau. Đó. Hôm bữa mình rào nguyên cái khuôn viên này nè, là mình sẽ cho hai bạn vịt ở đây luôn. Đó, ở chung với bạn rùa luôn. Rồi có chim gà ở chung với nhau. Thì ngày xưa hôm bữa mình có nói sơ sơ qua, ngày xưa là rất là mê cái bộ phim Heo Chăn Cù ha, thấy tất cả các loài động vật nó sống chung hòa thuận với nhau trong một cái nông trại á, phải nói là rất là dễ thương luôn. Những cái hình ảnh trên bộ phim đó nó ăn sâu vô cái tiềm thức của mình, nó là một cái ký ức của mình luôn. Cho nên là khi bây giờ mà mình trưởng thành có điều kiện hơn thì mình muốn
tái hiện lại một cái không gian đó ở cái Nam Ngô Farm này, thì sẽ sưu tầm những cái bé bét đó gần gũi thôi nhưng mà nó dễ thương, nó có thể cho chúng ta phát triển được cái tình yêu thương ha. Ok các bạn, thì ở đây con vịt á, thì chúng con vịt thì chúng ta biết rồi, hay đi đầm sen, đi đâu á, hồ xưng hương đồ đạp vịt là biết rồi. Con vịt thì nó cần phải có nước để bơi đó, thì đây là cái hồ này. Cái hồ này là để cho chim nè, gà nè, nó xuống nó tắm, nó uống nước nè, rồi mấy bạn rùa cũng nằm ngâm nè đó. Ngày hôm qua là mưa nguyên ngày cho nên là các bạn thấy nó cũng ngập lên láng, mai là đổ nền cao rồi mà nó cũng còn ngập như vậy ha, thì từ từ nước nó sẽ rút xuống đó. Thì đây là cái hồ để cho mấy bạn vịt đó. Ngoài ra các bạn vịt còn cái đường nhỏ bên hông này nữa, đường nhỏ bên hông này nữa để các bé nó có thể bơi đó, nó bơi ở đây. Dưới đây có những bàn ốc nè các bạn, ốc nè lòi ra hai gâu đó. Nó khép lại rồi, ốc rất là nhiều luôn ha. Ốc nè, lòi ra hai râu đó nè. Lúc mình đưa lên đó thì nó nhát, lúc mình đưa lên thì bé nó nhát, nó khép vô. Còn khi mà nó dưới đây nó tự do, nó ở đâu đó. Rất là nhiều luôn, thằng Teppy nó rất là mê những con ốc này à. Còn đây là trứng ốc ha các bạn, trứng ốc nè. Có ai muốn ăn sushi không? Giống sushi không à. Rất là đẹp luôn các bạn, hồi nhỏ nhìn mê lắm, thấy nó đẹp quá à. Màu sắc thì rất là tươi luôn ha, mà nó hình từng viên tròn rất là đều nhau, rất là đẹp luôn. Bữa mình có thấy thấy trên YouTube có người ta quay được cái cảnh mà con ốc nó đẻ trứng xong nó truyền cái trứng nó chạy lên nó dán vô tường nè, rất là hay luôn. Để bữa nào mình canh, nếu mà thấy được mình quay cho các bạn coi đó. Ốc nè nhiều lắm, ở dưới này rất là nhiều ốc ha. Ok các bạn, những cái bạn vịt này á, là cái dòng vịt nó size mini, nó có chút xíu vậy thôi, và cái mỏ nó là mỏ ngắn ha. Thì mình bắt nó ra, mình bắt mấy bạn ra cầm trên tay cho các bạn coi ha. Bé nó mới về nhà mới, nó vẫn chưa có dạng mình lắm, nó chưa có thân với mình lắm, đâm ra là mình bắt từ từ coi nó chịu không. Chui vô đây rồi, đây cho nẫm anh làm người mẫu ấy coi. Ôi, thấy ghét chưa? Đây. Úi giời. Làm khó anh nữa. Rồi rồi. Ok. Ok các bạn. Bạn vịt nào trắng này á là nó là bạn đực, bạn trống, vịt đực chứ lộn, vịt thì người ta kêu là đực với cái ha. Gà mái gà trống, cũng ngộ ha. Giờ mới nhận ra. Tại sao con vịt á người ta kêu là vịt đực? Vịt cái hay ta hay vịt mái ta? Nhưng mà con vịt đực thì nó kêu là đực rồi đó, chứ nó không có kêu là con vịt trống. Mà con gà thì nó lại kêu là con gà trống chứ nó không kêu con gà đực. Ngộ ha, cũng ngộ ha, mặc dù là gia cập với nhau. Có ai mà biết câu giải thích này comment dưới giùm mình đi. Mình chưa, nhiều khi mình cứ nói quen miệng rồi mình không để ý, nhưng mà hôm nay bắt đầu để ý là tại sao con vịt lại kêu là vịt đực ha, mà không phải là vịt trống. Gà thì là gà trống chứ không phải là gà đực. Thường con gì ha, mấy con có vú thì người ta mới kêu là đực cái ha, còn gia cầm thì người ta kêu là trống mái, chim rồi cũng trống mái. Bé này là bé cái à, bé này là bé gà, bé vịt mái ha à. Còn cái này là vịt đực, mặt nó đẹp không các bạn. Thì cái giống vịt này á, là nó kêu là vịt mỏ ngắn, nhưng mà mình google á, mình google vịt mỏ ngắn này nó lại không ra cái dòng vịt mỏ ngắn, mà nó ra lại là những bé vịt mà bị bệnh mỏ ngắn à. Thì để mình tìm hiểu thông tin này, có thể là lần tới mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Thì cái size này là cái size sinh sản được rồi các bạn, size này là các bé nó có thể đẻ trứng được rồi à. Đây là một cặp ha, bé này là mái, bé này là đực
Đó. Thì bữa ngày em nó hứa nó cho mình cặp vịt. Chờ lâu quá nhắc cái có liền luôn. Nó nói Nam thích vịt nào, vịt yên ương nhiều màu sắc hay là thích vịt trắng. Nhưng mà hỏi thằng Teppy thì nó thích vịt trắng. Tại cái này không, nhưng mà con vịt trắng nó có cái sự thân thuộc hơn. Nhìn nó, con vịt yên ương thì nó cũng đẹp á, nhưng mà con vịt trắng thì nó có cái sự thân thuộc hơn. Nhất là các bạn nhỏ đó, ngày còn nhỏ coi YouTube những cái kênh gì, YouTube Kids đồ á, hay có vịt cạp cạp đồ này nọ đó, có những cái bài hát, cho nên là sẽ nhìn thấy các bạn vịt trắng á, nó sẽ thân thuộc hơn, gần gũi hơn, dễ thương, rất là dễ thương. Thì đối với cái dòng vịt mỏ ngắn này các bạn, là cái mỏ càng ngắn sẽ càng có giá trị ha, càng ngắn sẽ càng có giá trị, càng mắc tiền. Đó. Thì đố các bạn á, hồi nãy vô đọc clip á, mình giới thiệu là giới thiệu với các bạn hai người bạn dân giả. Thì cái tên nó dân giả thôi chứ giá trị nó không dân giả ha. Một cặp vịt mỏ ngắn này là 8 triệu. Ăn con vịt này mệt luôn á. Một cặp này là 8 triệu ha các bạn. Mỏ càng ngắn thì sẽ càng mắc tiền, càng có giá trị ha. Thường thường vịt thì cái mỏ nó dài hơn, còn mấy bé này nó mỏ nó ngắn hơn. Nó cũng rất là dễ thương đó các bạn. Mình rất là thích, dễ thương quá. Thằng Teppy, Luna là cũng thích nữa. Bản thân mình cũng thích luôn. Thì tay size này sinh sản, hy vọng khoảng chừng 1-2 tháng nữa sẽ có một đàn vịt con ha. Hai con cha mẹ đi, có con đàn đi đằng sau, rất là nhìn nó rất là đủng đỉnh, thấy ghét, rất là nhìn nó gia đình nó ấm cúng lắm kìa. Thì mình thích cái những cái hình ảnh đó. Nhìn nó ấm cúng, nó dễ thương là ok. Đó, thì mình search Google mình lại không thấy cái thông tin nào về giống loài hay cái gì đó để chia sẻ với các bạn thêm cái này để mình tìm hiểu tiếp. Mình cũng mới nhận bé về thôi. Search vịt mỏ ngắn nó ra toàn là vịt bệnh này bệnh nọ không à. Thì đối với bé này là nó có dòng nha các bạn. Nó có yên nào. Nó có dòng. Dòng này gọi là dòng thông tin rồi ha. Đó. Số má đồ này nọ thứ. Bé này là số 067. Còn bé cái là 067, còn bé đực này là số bao nhiêu anh coi coi. Bé này là 980 ha. Đối với lại bé đực thì người ta dùng cái dòng màu vàng, còn bé cái người ta dùng cái dòng màu đen. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho hai bạn vịt này bơi thử với hồ ha. Cái khả năng bơi lội của vịt thì khỏi nói rồi. Đó. Thì thật ra những bạn vịt này nó cũng có bài học đó các bạn. Đó, bơi lội rất là dễ thương đúng không? Có một cái bài học mà do con người chúng ta quan sát ra, chúng ta học hỏi từ nó, rồi đưa ra những cái giống như cái chân lý, nghe cũng rất là hay, rất là có cái ý chí ở trong đó, có những cái bài học mà để cho chúng ta suy ngẫm. Thì người ta nói khi nhìn con vịt mà nó bơi trên nước á, cái phần mà nó nổi trên mặt nước á, thấy nó rất là thông dong nhẹ nhàng lắm, người nó cứ tĩnh lặng nha. Nhưng mà khi người ta quay ở dưới nước á, thì hai cái chân của nó đang dùng dãy và đang vận động rất là nhiều để đỡ cái phần trên nó nổi lên. Thì đó, điều đó muốn nói là khi chúng ta khi mà chúng ta muốn sau này tương lai chúng ta có một cái cuộc sống an nhàn á, ở cái bề nổi á, thì thật ra ở bên trong là chúng ta phải vận động rất nhiều, phải lao động rất là nhiều ha, phải cực lực. Thì đó cũng là một cái bài học, phải nói chung là phải học hỏi, phải làm việc thì cái tương lai cho nó mới tốt đẹp được. Đó, nhìn cái phần nổi trên mặt nước thì nó rất là thông dong thôi, nhìn nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái chân ở dưới nó phải làm việc rất là cực lực mới có được cái sự thông dong đó ha, chứ còn làm biếng không chịu làm gì hết là chìm luôn. Ok các bạn, thì cách chăm sóc vịt thì cũng rất là đơn giản, nó thì cần đồ ăn với cám vậy thôi. Để hôm nào mình sẽ kiếm tép về cho nó ăn, thử ra nó ăn không. Mình cũng chưa có trực tiếp chăm sóc những bé vịt như thế nào cả. Đó, chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Ở đây thì có rau, có nước. Đó, cho bé nó bơi. Đó. Phải có rau, có cám cho nó ăn thế thôi. Ồ, vịt lùn nhảy lên không nổi. Hy vọng sắp tới sẽ có hiện tại là mình chưa có nhà riêng cho bé vịt. Thì sắp tới mình đang chuẩn bị đồ này nọ, hôm nào mình sẽ dựng một cái chòi ha.
Dịch thì người ta dùng từ cái chòi, sẽ dựng cái chòi cho hai bạn dịch này có thể trú mưa nè, xong mình sẽ lót rơm bên trong cho bé nó quay ổ, nó đẻ trứng. Rồi hy vọng sẽ có một bầy dịch con đi lon ton ha, rất là dễ thương. Đó. Hôm bữa bé nó mới về nhà mới, thấy vợ chồng Niễn nó làm thấy ghê quá, mình cũng hơi lo lo. Cho nên là vợ chồng Niễn không có được vô khu vực này. Cái con Rhino các bạn, thì nó cũng ăn khá là tạp. Ngoài ăn chuyện ăn rau, ăn thực vật ra, thì khi mà tới cái mùa nó cần bổ sung những cái đạm động vật đồ này nọ, thì nó vẫn ăn mặn ha. Đó, nó vẫn ăn mặn. Cho nên là nhiều khi mình sợ nó vô đây rồi nó tấn công, nó làm cho mấy bạn dịch hoảng. Thì Rhino không được vô khu vực này. Ở đây chỉ có rùa, dịch với gà, với chim rồi nó xuống thôi. Đó. Rồi xuống nước xong đầu rỉa lông rồi, thấy không? Dịch là rỉa lông. Vì có bài hát gì con dịch quên là cạp 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 đó. Đó. Rất là rỉa lông ha, ta nói là cái gì ta? Con dịch này cũng có nhiều câu Việt Nam mình nè. Nước đổ đầu dịch hả? Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là cái lông của nó khả năng mà nó không bị bám nước rất là cao ha. À, nó dành cho những ai lì nói cũng như không, nói như nước đổ đầu dịch nó trôi qua luôn chứ nó không có bám vào chỗ nào hết trơn á. Đó, hai bạn dịch đang rỉa lông. Rất là dễ thương luôn. Thì những cái con bét nó dân dã như thế này các bạn, nó gắn liền với tuổi thơ của khá là nhiều người, trong đó có mình nữa. Thì hồi xưa nhà nội mình cũng nuôi những bạn dịch dịch sim đồ này nọ các thứ, rồi dịch trắng này nữa nè. Đó mà nó dữ. Đó. Nó đi thành đàn. Mà nếu mà nuôi một đàn á là hơi ồn, mới quạt quạt quạt. Ở đây có mấy bạn gà này nó cứ vậy không mà mốt thêm đàn dịch nữa chắc điếc luôn. Đó, rất là dễ thương. Hiện nay là bé nó đang ở trong cái khu vực này thôi, tắm nắng đồ. À, khi cần bơi thì nó ra nó bơi. Đó. Hồi nãy các bạn thấy nó bơi. Cái này á, theo như mình hiểu á, thì là người ta, tụi này nó bay cũng tốt ha các bạn ha. Nhưng mà ở trại người ta cắt cánh nó rồi. Để mình coi cho cắt cánh là như thế nào ha. Nói chung cái việc cắt cánh này á, nó sẽ làm cho bé nó trong cái thời gian đầu mà nó chưa có dạng á, nó sẽ không có bay đi để chúng ta khó bắt. Chứ nó không có làm ảnh hưởng tới cái vấn đề mà đau đớn hay là sức khỏe của các bé ha. Cho nên là các bạn an tâm. Đây chỉ là một cái thủ thuật nhỏ thôi để cho hạn chế bé nó bay thôi. Tại vì dịch thì nó bay được, nó bay xa chứ nó không có như gà. Đâu để coi coi cắt cánh là như thế nào ha. Ủa thấy cắt gì đâu. Bên này cánh còn nguyên mà, đâu có hụt chỗ nào đâu. Mà khi nó nói mà nó cũng không cắt. Cánh còn nguyên à, cũng đâu có cắt gì đâu. Thế là dễ thương các bạn. Nói chung là bản chất con vịt thì nó cũng ngoan hiền. Rồi mấy bé này nó cũng dạng nữa. Khôn lắm nha, vịt khôn lắm nha các bạn. Thấy cũng đặt tên kêu nghe gọi đồ các thứ á. Hình như nước ngoài có con vịt nào được thừa hưởng tài sản trội giàu khủng khiếp luôn á. Công nhận nước ngoài cũng có nhiều cái quái. Tỷ phú rồi triệu phú để tài sản lại cho bét không à. Để coi bạn cái này có bị cắt cánh không. Bạn cái này thì nó không có bị cắt cánh nhưng mà nó đang thay lông các bạn. Nó đang thay lông. Lông nó sơ sát hết trơn rồi. Đó. Cái này thì nó sẽ nè, như cái này cắt nè các bạn. Con bé cái này thì bị cắt nè. Cắt hay gãy không biết, chắc cắt quá. Đó nè, cái chỗ ngắn này là cắt nè. Còn cái chỗ này nó dài là nó tự nhiên nè. Nhưng mà lông nó đang thai. Nó đang thai cho nên là mình đụng nhẹ nó cũng rụng rồi. Đó, nó đang trong quá trình thai. Sơ sát hết trơn rồi. Thì con igu thì nó thai da. Còn con chim, con gà nói chung da cầm á, thì nó thai lông. Đó. Cây thì nó thai lá. Ra con người mình cũng có thai da các bạn. Theo số liệu là một năm á, là chúng ta thải ra phải nói là bao nhiêu gì tế bào chết của da đó. Đó, tại vì nhỏ quá chúng ta không thấy, tắm rửa rồi nó đi theo đường đó chứ nó không ra mảng mảng giống như là con bò sát thôi. Nhưng mà giờ cũng có các bạn gì á, biêu da đồ này nọ cái thứ đắp da mặt á, lột mảng mảng ra đó. Ok,
mấy bé này nó chưa có thích nghi hẳn với lại ở đây, năm ra là nó nhìn nó còn hơi trống trốn, chứ còn nó mà tự do thoải mái mà nó bơi ở trên hồ á thì rất là dễ thương. Cái chân ở dưới nó đạp rất là nhẹ nhàng ha. Uống nước kìa các bạn, uống nước kìa. Đó, uống nước kìa, uống nước kìa, dễ thương chưa? Đó. Nếu mà tâm trạng nó thoải mái, nó cứ bơi vòng vòng cái hồ này thôi thì sẽ rất là đẹp, rất là dễ thương. Khi nó nhát cái nó cứ chạy lên bờ, uống nước kìa. Đây bữa nào thả dài con tép đây coi, nó bắt tép coi. Thì bản chất con vịt thì nó cũng không quá nhát đâu. Chẳng qua nó chưa có dạng cái tai mình thôi, thì nó hơi né né. Ngày xưa mình đi du lịch qua bên Đức các bạn, thì ngay cái giống như cái quảng trường, cái chỗ đó người ta giống như cái phố đi bộ của người dân rồi người ta đi chơi á, thì có một cái bồn nước cũng nhỏ cỡ này nè, ở ngay giữa cái trung tâm của cái khu đi bộ đó. Thì bên Đức á, người ta cũng thả một cặp vịt yên ương, nó cứ bơi vòng vòng trong đó rất là dễ thương luôn, cho mình nhìn mình ghiền luôn các bạn, ghiền luôn. Nói chung cái cách con vịt nó bơi á, nhìn nó nhàn nhã lắm, nhìn nó thoải mái nhẹ nhàng lắm. Đó, thấy ghét chưa, đi quạt cánh. Các bạn nhìn cái đít vịt á, đít của con vịt đực á, thấy cái đuôi nó có mấy cọng nó dính dính lên không? Ngày xưa mà anh em mình cái thời mà ạc money rồi á, chải tóc rồi cái đít dính 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 như đít vịt á, các bạn nhớ không? Hồi xưa mình cũng ngựa. Đó, bé nó thì nó cứ bơi, nó bơi tới khu vực này là ngưng lại. Nó không có ra ngoài kia được. Nó ra ngoài kia chắc cũng sao, nhưng mà vợ chồng thằng Niễn á, thì nó thấy tụi này dạy nó cũng muốn làm luật hay sao á, ảnh lại anh cũng làm thấy ghê lắm. Vợ chồng Niễn thì không có vô khu vực này được. Đó. Đây là cái chén nước rồi cho nó cứ đi lang thang lòng vòng đây nè. Nắng ra đâu đầu anh rỉa nắng đâu này nọ. Rồi ok các bạn, có hai người bạn mới cho nên là chia sẻ với lại anh em mình. Đó. Cho anh em mình ai mà ngày xưa hoặc là trong hiện tại đã từng nuôi vịt rồi á, thì có thể qua những cái thước phim này có thể mong ước kỷ niệm xưa chút xíu vui vui. Đó. Bản thân mình thì luôn nhớ những cái kỷ niệm ngày xưa và muốn cho cái không gian nhà mình nó mềm mại, nó nhẹ nhàng hơn. Đó, cho nên là mình sắm hai bạn vịt này về để cho bé nó đi lại trong sân rất là đáng yêu, nhìn nó không khí gia đình nó đầm ấm lắm. Gán thì gán, gán sắp tới có một bầy vịt con nữa là còn đã nữa. Thôi các bạn nhìn thấy hai bạn vịt này, thứ nhất là cái size nó nhỏ hơn so với lại những con vịt mà mình ăn thịt ngoài kia, thứ hai nữa cái mỏ nó ngắn hơn, nó dễ thương hơn ha. Bơi đi con. Ok các bạn, rồi hy vọng là những giây phút vừa rồi giúp cho chúng ta có thể thoải mái chút xíu, hoài niệm chút xíu, dân dã chút xíu, sống chậm lại chút xíu ha. Ok, bye bye mọi người.